Tại Quy Nhơn, Quỹ học bổng Valet cùng với Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức trao học bổng cho học sinh sinh viên các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Gia Lai. Mỗi suất học bổng dành cho học sinh là 11 triệu đồng và sinh viên là 19 triệu đồng. Năm nay, Quỹ học bổng Valet còn trao học bổng cho 3 giảng viên khoa khoa học tự nhiên Trường Đại học Quy Nhơn. Hai nghiên cứu sinh đang làm việc tại nhóm nghiên cứu vật lý Neutrino Việt Nam, mỗi suất 29 triệu đồng. Tổ chức gặp gỡ Việt Nam do giáo sư Trần Thanh Vân khởi xướng nhằm thu hút các nhà khoa học danh tiếng đến bàn luận về các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý hạt, thiên văn và nano. Đây là năm thứ 20 học bổng Valet được trao ở Việt Nam. Đến nay, hơn 40.000 học bổng Valet với tổng số tiền 350 tỷ đồng đã được trao cho học sinh sinh viên Việt Nam.